trong và ngăn ngừa sự tấn công tiếp theo của vi khuẩn. Như vậy thì mới có thể loại bỏ một hiệu quả được. Và một trong những sản phẩm có đủ ba yếu tố trên chính là kem chống mụn Muzak 4 giờ. Như các bạn đã biết, Muzak là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Hoa Kỳ với những sản phẩm có chất lượng vượt trội. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn về sản phẩm chỉ mụn thần thánh nhất của Muzak, đó chính là sản phẩm kem chống mụn Muzak 4 giờ. Sản phẩm này thì có màu bên ngoài là màu trắng sữa và tip thì rất là nhỏ gọn, các bạn có thể mang đi du lịch, mang đi chơi hoặc là đi học rất là dễ dàng. Đặc biệt trong sản phẩm này đó chính là thành phần acid salicylic 2% tạo ra nén, cứ 2 tiếng sẽ phóng thích acid một lần để diệt khuẩn. Như vậy là sau 8 tiếng chúng ta có thể loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn trên da. Ngoài ra sản phẩm này có sự kết hợp giữa hai thành phần là tinh dầu giật trà và sải hương, có khả năng làm dưỡng da của bạn. Khi mà bạn sử dụng kem chỉ mụn 4 giờ chấm nhân đầu mụn thì sau 4 tiếng đồng hồ mụn của bạn khô nhân và